Em xin chào tất cả các bác nhà mình nhé. Hôm nay thời tiết rất là mưa, mưa rất là to các bác ạ. Hôm nay thì mời các bác cùng ngắm cái mặt bông của Michigan nở rất là đẹp. Mà cả cái giò như thế này thì các bác biết không, được mỗi một bông hoa ở đây có kỳ trên thân các bác, lá thì cực kỳ phê pha đó, gần guốc bóng rất là đẹp, phải nói là một dòng mít khá đẹp, chưa hay về đẹp các bác, các anh em ạ. Đấy, bông cánh rất là bay, phải nói là cái khuôn bông của nó bay cực kỳ đẳng cấp luôn đó, rất đẹp các bác nhé, phải nói đẹp tuyệt vời luôn, môi tuyết cánh bay cực kỳ đẹp đó, rất đẹp các bạn đó, các bác nhìn bông hoa tự nhiên quá đẹp, quá tuyệt vời luôn đó, rất đẹp luôn. Và trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ các con giống yêu thương cho toàn thể các bác để các bác có thể sưu tầm được đó, phải nói mặt bông đẹp và khi trên thân thì còn rất là nhiều các bác ạ. Nhưng mà giá thì sau đợt mưa này thì chắc chắn là giá nó sẽ ra rất là nhiều các bác ạ. Đó, các bác nhìn thấy bay phê chưa, đây với là bông đáng trời này, kỳ thì các bác biết rồi, rất nhiều luôn đó, lúc nào còn chục, khoảng chục chiếc lớn thì chia sẻ cho các bác kỳ các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ quay các đơn hàng cho ngày hôm nay, chia sẻ yêu thương cho các bác. Đấy, cái bông mít này cũng sắp nở rồi các bạn, mà để đẳng cấp nữa là những cái bông này thì cũng sẽ nở rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì em còn một hai chậu bông lai kỳ trên thân rất là đẹp các bác nhé. Em chia sẻ cho các bác nhà mình là 200.000 một chậu, có rất nhiều kỳ. Thì đây là cái chậu số 1 là có 24 kỳ đó, còn cái chậu số 2 này thì em có 2 kỳ, chia sẻ cho các bác là đồng giá là 200.000 một chậu nhé. Thế để tiếp tục là một cái chậu mít hồng phai vua mít, gọi là vua hồng, thì cây này chuẩn bị lách được trồng rồi. Thế thành ra thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác giá chỉ hơn một chút các bác nhé, các bác nhà mình này. Hôm nay em sẽ chia sẻ hồng phai cho các bác là 150.000 một cây đó. Thời tiết này thì trồng rất là ok, 150.000 các bác nhé. Bác nào lấy thì alo cho em. Đó, 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, 6 kỳ, 150.000 kỳ. Mít hồng phai nó là vua hồng rồi, vì nó mệnh danh là hồng lá mít. Nhấn mạnh các bác là hồng lá mít nhé. Đó, thì ngày nay em chia sẻ cho các bác là 150. Còn bác nào lấy cả cái chậu này thì là 10 triệu nhé. Hai một gốc này 10 triệu. Đó. Và tiếp theo đó thì những cái kỳ địch quả thì các bác nhìn thấy phê chưa, quá phê. Và tiếp tục thì em sẽ chia sẻ cho các bác nhà mình thảo chi 50 trắng. Thảo chi thì cái chậu này thì các bác biết rồi, cũng quay khá nhiều lần nhưng mà nó còn mắc tiền, các bác bảo nhiều tiền quá không đủ lực. Thành ra hôm nay em chia sẻ cho các bác nhé, một cái mầm gốc như thế này, chia sẻ cho các bác nhà mình dễ dàng sưu tầm được là 500.000 đồng các bác ạ, 500.000 đồng bao ship cho bác nhé. Đó là cái chậu số 1 là thảo chi, em còn 2 chậu. Chậu số 2 là một mẹ một con, thì cái chậu này em chia sẻ cho các bác là 700.000 em bao ship
nha. Tiếp tục là một cái người đẹp không tên chia sẻ cho các bác nhà mình là 1.200.000 đồng bao ship nhá, 1.200.000 đồng bao ship cho các bác, quá yêu thương luôn các bác nhá, 1.200.000 đồng bao ship luôn. Tiếp theo thì có một phi bẹt kề hoa, nó nhỏ thôi nhưng rất đẹp các bạn, giá thì cực kỳ khỏe rồi. Em chia sẻ cho các bác nhà mình là 400.000 đồng bao ship nhé. Ở đây có một phi ngọc sinh cước bán nốt cho các bác là 250.000 đồng bao ship đó. Và ở đây có hai chậu hồng diệp bán nốt cho các bác nhà mình là 150.000 bao ship cho các bác nhé. Đơn nào em báo bao ship là bao ship, còn đơn nào em không báo bao ship là không bao ship các bác nhé. Còn cái chậu hoa hậu xứ Mường này đẹp phê phang, chia sẻ cho các bác nhà mình là 500.000 đồng không bao ship các bác nhé. Ba mầm gốc hoa hậu xứ Mường 500.000 đồng, cái này không bao ship. Tiếp theo thì là một kỳ bảo duy rất đẹp, kỳ này có hai mầm gốc, chia sẻ cho các bác nhà mình là 400.000 không bao ship, không bao ship, 400.000 không bao ship, hai mầm gốc nha. Một chậu sen hồng Hàm Yên 200.000 không bao ship. Một chậu hồng phai 52 các bác nhé, 500.000 bao ship cho các bác, cho các bác chơi nhé. Đó, tiếp theo là một cái chậu nàng thơ thì rất đẹp rồi, năm trắng nàng thơ có 3 mùng gốc, 600.000 bao ship cho các bác. Đó, tiếp tục là một kỳ bảo duy theo thứ tự, ở đây còn 3 cây số 1, 2, 3, 350.000 đồng các bác nhá, không bao ship, 500.000 đồng không bao ship, và số 2 là 500.000 đồng không bao ship các bác nhá. Một chậu vô thường 500.000 đồng bao ship cho các bác luôn, ok chưa. Người đẹp Bình Dương 600.000 đồng quá đẹp không bao ship. Đó là chậu số 2. Chậu số 3 cũng 600.000 đồng không bao ship, và chậu số 1 300.000 đồng không bao ship các bác nhé. Ở đây là chậu, một chậu lâm sung 200.000 đồng không bao ship. Đó, tiếp tục một con Breku, một kỳ rất là vừa tiền, 1.2 triệu bao ship cho các bác. Một con Bính Khang 1.800.000 đồng quá yêu thương không bao ship. Một con Bính Khang 500.000 đồng con này quá đẹp vừa tiền các bác. Một con hồng giai nhân 800.000 đồng bao ship cho các bác. Đó, bao ship quá yêu thương luôn, cây rất đẹp các bác nhé. Một chậu Juliet 800.000 đồng quá đẹp bao ship cho các bác luôn. Tiếp tục bạc kê hồng phù hoa 1.000.000 đồng một cây to này bao ship. Đó, mà nay mát dài mưa này, bác nào lấy 1.000.000 em cho các bác là cái khúc này luôn các bác nhé. Đó, 1.000.000 hai cây liền luôn, vua hồng rồi. Đó, còn
Bẹt kỳ hoa thì 500 ngàn một cây, 1, 2, 3, 4 cây, tương đương với 2 triệu. Bác nào lấy kỳ nào lấy nhé, theo thứ tự 1, 2, 3, 4, số 1, 500 ngàn các bác nhé. Đó, 500 ngàn. Số 2, kỳ này để cho các bác là 400 ngàn. Số 3, 500 ngàn. Số 6, 500 ngàn các bác nhé. Đấy. Còn bác nào lấy cả cái chậu này thì là 2. Cả cái chậu này là 7 triệu nhé. Đấy. Cả cái chậu này bác nào là ôm tất là 7 triệu đồng. Báo giá công khai luôn cho các bác nhé. Đó. Một cây hồng Phú Quốc này, 400 này. Chia sẻ cho các bác 200 nghìn nhé, quá yêu thương luôn. 200 nghìn bao ship luôn, cho các bác chơi đam mê nhé. Đấy. Và thời tiết đang rất là mưa. Đó, mưa. Ôi dồi, hoa rất là đẹp các bạn. Rất đẹp. Chùm hoa rất phê. Bác nhìn thấy phê chưa? Đó. Và em xin chào tất cả các bác nhé.